Hello, xin được chào mừng các chỉ huy và các bạn đã quay trở lại với kênh. Trong cái video ngày hôm nay, Sam muốn cùng chia sẻ đến với các bạn và các chỉ huy những cái đặc điểm, những cái thông tin liên quan đến sát thương vật lý của tựa game PGA. Ban đầu thì mình dự định sẽ làm một cái video liên quan đến combo của cái team vật lý. Nhưng mà sau khi xem xét lại, mình thấy rằng việc làm một cái video liên quan đến cái vấn đề sử dụng nhân vật nó khá là thiếu thực tế. Khi mà mỗi một chỉ huy sẽ có một cái team vật lý cũng như là sẽ có một cái mức đầu tư khác nhau. Thay vào đó, ở trong video này, mình sẽ chỉ ra những cái đặc điểm của team vật lý để giúp các chỉ huy và các bạn hiểu hơn về cái loại sát thương này. Từ đó thì chúng ta sẽ có thể có được những cái phương án để tối ưu cái loại sát thương cũng như là sẽ có những cái rotation phù hợp với cái team vật lý mà mỗi chỉ huy chúng ta đang sở hữu. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với cái phần đầu tiên của video này, đó chính là đặc điểm của sát thương vật lý. Nhắc đến sát thương vật lý thì điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ ngay đến đó chính là khả năng gây ra sát thương chí mạng, critical hit, thể hiện qua cái con số màu vàng khi mà chúng ta dùng nhân vật gây sát thương on field. Không nhất thiết phải là một nhân vật có hệ số thuần 100% sát thương vật lý mới có khả năng gây ra chí mạng. Ngay cả với những nhân vật nguyên tố thì cái phần sát thương vật lý mà họ gây ra vẫn hoàn toàn có thể chí mạng được. Ngược lại thì cái phần sát thương nguyên tố sẽ không bao giờ có khả năng chí mạng. Khi mà nghe đến đây thì mình chắc chắn rằng có rất nhiều chỉ huy mới cũng như là những anh em newbie sẽ ngay lập tức nghĩ rằng ô, vậy thì nếu như ở trong tựa game PGA chỉ có duy nhất sát thương vật lý mới có khả năng chí mạng thì chúng ta có thể suy ra rằng team vật lý sẽ là team mạnh nhất của game. Có đúng vậy không? Thì thực tế nó không có đơn giản như vậy. Ở trong video này, Sam sẽ tạm thời dùng một cái bảng tóm tắt ở trên Reddit để cho chúng ta dễ hình dung. Như các chỉ huy có thể thấy ở đây, ở cái phần về sát thương này, thì mục sát thương vật lý chúng ta sẽ có lợi thế hơn vì chúng ta có sát thương chí mạng. Tuy nhiên, ở cái phần phòng thủ của kẻ địch thì như các chỉ huy cũng có thể thấy, ở sát thương nguyên tố chúng ta chỉ cần phải đánh qua hai lớp phòng thủ mà thôi. Còn đối với sát thương vật lý chúng ta sẽ phải đánh qua 3 lớp phòng thủ của kẻ địch. Những lớp phòng thủ đó bao gồm chỉ số phòng ngự. Mỗi nhân vật của chúng ta trong game đều có chỉ số phòng ngự defense và quái vật cũng như vậy. Chỉ số thứ hai đó chính là chỉ số kháng. Chúng ta sẽ có kháng vật lý và kháng nguyên tố. Chỉ số phòng ngự thứ ba đó chính là chỉ số phòng ngự thêm. Thì cái chỉ số này có tên chính thức là extra damage reduction. Và đến đây thì chúng ta đến với một cái hiểu lầm thường thấy nhất đối với những chỉ huy khi mà mới chơi tựa game này. Đó là các chỉ huy nhận định rằng cái khả năng giảm physical defense, tức là giảm phòng ngự của kẻ địch, với khả năng giảm kháng vật lý physical resistance là một. Thực tế đây là hai chỉ số hoàn toàn riêng biệt. Và với team vật lý, mỗi khi mà các chỉ huy tấn công, các chỉ huy sẽ phải đánh xuyên qua cả 3 lớp phòng ngự này. Như vậy thì chúng ta có thể thấy cái giá phải trả cho việc có thể chí mạng được thì team vật lý lại phải đánh qua tận tới 3 lớp phòng thủ của kẻ địch, tức là bị giảm sát thương đến tận 3 lần. Điều này nó dẫn đến một cái hệ quả tất yếu thôi. Đó chính là khi mà chúng ta sử dụng team vật lý, vai trò của hỗ trợ cũng như là vai trò của tanker nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì nếu như không có hai cái vị trí này thì sát thương của chủ lực của chúng ta sẽ bị giảm đi vô cùng nhiều. Chưa kể việc nếu như không đảm bảo được tỷ lệ chí mạng luôn ở mức 100% thì chúng ta sẽ có rủi ro đánh sát thương bị yếu hơn so với bình thường. Nên nhớ rằng với mỗi một hit chí mạng thì sát thương tối thiểu sẽ là gấp đôi so với một cái đòn đánh bình thường. Ngoài ra, nếu như mà anh em có muốn tìm hiểu sâu hơn thì về cái vấn đề này thì chúng ta hoàn toàn có thể lên trang rideraven.com/wiki. Chúng ta vào phần damage detail. Ở đây sẽ có đầy đủ tất cả những cái thông tin để tham khảo cũng như là những cái thông tin chuyên sâu, kể cả những cái công thức để tính toán về sát thương vật lý và sát thương nguyên tố cho anh em có thể tìm hiểu thêm. Chính bởi vì cái đặc điểm của sát thương vật lý đó là có thể chí mạng nhưng lại phải đánh thông qua tận 3 lớp phòng thủ, chúng ta có thể rút ra được cái kết luận đó chính là việc khi mà chúng ta muốn chơi được một cái team vật lý thì chúng ta sẽ phải có một hỗ trợ cũng như là có một tanker tốt để có thể đảm bảo được cái vấn đề sát thương. Nói về việc tối ưu hóa sát thương vật lý thì đương nhiên các chỉ huy sẽ muốn khi chủ lực của chúng ta tấn công, kẻ địch đang trong trạng thái bị giảm tất cả các chỉ số phòng ngự cũng như là chủ lực của chúng ta đang trong trạng thái được nhận tất cả các buff của các nhân vật hỗ trợ.
Nói thì đao to bổ lớn như vậy thôi, thế nhưng chúng ta chỉ cần lưu ý hai việc. Thứ nhất, đó là cách mà chúng ta sử dụng QTE. Và thứ hai, đó chính là cái thời gian combo của chúng ta trong bao nhiêu giây là tối ưu nhất. Về cách thức kích hoạt cũng như sử dụng QTE thì trong phần training của những chỉ huy mới, chúng ta đã có riêng một cái mission hướng dẫn các chỉ huy cách thức để làm sao có thể kích hoạt được QTE cũng như là hiệu quả của QTE. Sát thương khi mà chúng ta không sử dụng hỗ trợ QTE và sát thương khi mà chúng ta sử dụng double QTE để hỗ trợ nó khác biệt nhau như thế nào thì trong cái mục này đã có hết rồi, Sam sẽ không nhắc lại nữa. Những cái lưu ý khi mà nói về QTE thì cũng chỉ có hai điều thôi. Điều đầu tiên đó là cái việc mà chúng ta sắp xếp đội hình khi mà chúng ta bắt đầu ra trận. Không phải ngẫu nhiên cái team vật lý của Alpha lại để nhân vật hỗ trợ cầm được Vanxi ở cái vị trí orb xanh. Lý do đơn giản là bởi vì combo của Alpha bắt đầu cùng với 3 orb xanh. Nếu như mà chúng ta để hỗ trợ ở vị trí 3 xanh thì khi này, khi mà chúng ta kích hoạt 3 xanh, ta hoàn toàn có thể double QT cả hai nhân vật và rồi thì tung ra cái lượng sát thương burst của Alpha một cách vô cùng dễ dàng. Cái việc sắp xếp vị trí ra sao thì nó sẽ tùy thuộc vào đội hình cũng như là tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta đánh sao cho nó thuận tay. Tuy nhiên thì với những chỉ huy mới chưa có tìm hiểu nhiều game thì hãy cứ copy những cái player đi trước, như vậy là dễ dàng nhất. Rồi thì sau một thời gian chúng ta cũng sẽ tự ngẫm ra được cái vị trí khi mà chúng ta xuất phát team nó sẽ tác động như thế nào. Lưu ý nhỏ thứ hai khi nói về QTE đó chính là Chipper QTE. Cụ thể là việc khi mà chúng ta kích hoạt QTE, chúng ta sẽ kích hoạt một cái QTE đơn của một cái nhân vật không cầm được Vanxi và sau đó chúng ta sẽ nhanh tay kích hoạt cái nhân vật có cầm được Vanxi. Chúng ta sẽ được kích hoạt thêm cái nhân vật kia một lần nữa, tổng cộng là có 3 QTE. Trong cái trường hợp này mình sẽ lấy ví dụ đó là ở đây BNK khi ulti mình sẽ kích hoạt QTE của Rosetta. Và sau đó mình sẽ lợi dụng cái set Vanxi để kích hoạt thêm QTE của Rosetta một lần nữa. Trong thực chiến thì cái kỹ thuật này chúng ta sẽ chủ yếu dùng trong Warzone, nơi mà chúng ta sẽ phải đối đầu với từng cái đợt quái nối tiếp nhau. Mình sẽ lấy ví dụ thông qua một cái video mà mình sử dụng team vật lý mà các chỉ huy có thể xem ở trên kênh của mình. Như ở cái thời điểm này, lúc này mình sẽ tung ra đòn ultimate để kết liễu kẻ địch này. Và rõ ràng sau khi mà kết liễu nó xong thì mình sẽ muốn rằng cái wave sau khi mà quái xuất hiện sẽ ngay lập tức bị trừ giáp bởi Rosetta. Lúc này thì mình đã kích hoạt cái QTE của Rosetta rồi và cái kẻ địch ở cái wave này thì đã bị trừ kháng rồi, cũng như là đã bị giảm cái extra damage reduction từ tank class của Rosetta. Khi mà đòn ultimate của mình được tung ra gần xong, mình đã kích hoạt luôn cái buff của Lumine thì mình sẽ nhận được buff sát thương vật lý, đồng thời thì nhờ set Vanxi mà mình đã có lại được QTE của Rosetta. Và lúc này thì khi mà cái wave sau của kẻ địch đã xuất hiện, mình kích hoạt QTE của Rosetta và kẻ địch sẽ nhận cái hiệu quả trừ kháng ngay lập tức, giúp cho cái mạch cái sát thương của mình nó không bị gián đoạn. Sau QTE thì cái điều lưu ý thứ hai đó chính là các chỉ huy cần phải nhớ cái khoảng thời gian để mà chúng ta tung toàn bộ combo và kết thúc bằng ulti sao cho nó hợp lý. Khoảng thời gian này không nên quá dài và cụ thể ở đây khoảng thời gian tối ưu là 8 giây. Tại sao lại như vậy? Chúng ta có buff sát thương chí mạng và tỷ lệ chí mạng của Lumine kéo dài trong vòng 10 giây. Và sau này với Aliza chúng ta cũng sẽ có class skill sẽ được buff trong vòng 10 giây. Chúng ta có giảm phòng ngự của Rosetta là 8 giây. Chúng ta có giảm phòng ngự của set 2 Katarine cũng kéo dài trong vòng 8 giây. Kháng vật lý của Rosetta sẽ đi kèm hiệu ứng Lance of Perception, vốn là một hiệu ứng sẽ kéo dài trong vòng 8 giây sau khi mà chúng ta QTE vào kẻ địch ở rank SS. Thì có duy nhất tank class skill là có hiệu quả trong thời gian vô cùng ngắn, kéo dài 5 giây. Tuy nhiên thì nếu như mà các chỉ huy đã nắm vững được kỹ thuật Triple QTE thì chúng ta sẽ luôn luôn có được QTE của Rosetta trong cái phát đánh ultimate cuối cùng. Chính vì vậy, khoảng thời gian tối ưu để mà chủ lực của chúng ta có thể tung hoành trên sân và kết thúc bằng một chiêu ultimate đó chính là 8 giây. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào rotation của tất cả các team vật lý từ B cho đến S. Với team vật lý khởi đầu khi mà các chỉ huy bắt đầu chơi game, chúng ta sẽ có một team B và tốt nhất hãy để vị trí như thế này. Chúng ta sẽ cho Leaf mặc Vanxi và chúng ta sẽ kích hoạt cô thông qua orb xanh của Lucia. Còn sau khi mà chúng ta đánh xong combo của Lucia đó là 3 bất kỳ và 1 đỏ thì chúng ta sẽ lần lượt đổi qua hai nhân vật còn lại và đánh cái core của họ, core của những nhân vật là như thế nào
thì các chỉ huy có thể vào phòng tập của Celica để tập nhé. Giờ thì mình chỉ có demo thôi. Bắt đầu với Lip, chúng ta start Lucia vào. Sau đó nếu như mà chúng ta có 3 ping xanh thì hãy dùng. Còn nếu không thì hãy lừa kẻ địch đánh chúng ta một đòn để chúng ta có thể kích hoạt 3 xanh và rồi thì sang ngọc đỏ, cắt bờ QTE và sau đó thì chúng ta chém hết co thôi. Với Lip thì chúng ta chỉ cần 3 bất kỳ và 3 đỏ là được. Sau khi mà Lucia cooldown xong, chúng ta quay lại với cô, tiếp tục thực hiện combo là 3 xanh và đỏ. Ulti khi mà chúng ta đủ năng lượng. Với Lý vật lý, chúng ta có thể làm điều tương tự. Tuy nhiên chúng ta sẽ không swap sang các nhân vật khác, trừ phi là trường hợp chúng ta đã bị thấp máu. Bởi vì với Lý, chúng ta hoàn toàn có thể cho anh bắt đầu chơi theo kiểu lối đứng sân toàn thời gian được rồi. Khi này thì để support Lý ở vị trí vàng hay xanh đều được, và vẫn đánh theo lối cũ. Với Lý thì combo khá là đơn giản, chúng ta cứ bắn thường thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng 3 xanh và 1 đỏ để kích hoạt kỹ năng Space Lock của anh. Thực ra là chúng ta có thể kích hoạt với 3 orb bất kỳ, không nhất thiết phải là 3 xanh. Khi mà chúng ta có orb xanh hoặc là cái orb mà cùng màu với support, hãy cố gắng sử dụng Double QD để tăng hiệu quả sát thương gây ra. Với Alpha vật lý thì mình đã nói từ trước, các chỉ huy có thể để vị trí của Alpha vật lý bất cứ vị trí nào, đỏ hay vàng đều được. Chỉ riêng vị trí màu xanh, hãy để cho support cầm được Banshee. Và cách combo thì cũng rất đơn giản thôi, kích kiếm khí và Double QD. Thường thì trong thực chiến chúng ta sẽ lợi dụng Magic để kích kiếm khí dễ hơn. Tốt nhất là để kẻ địch tấn công và sau đó thì chúng ta sẽ dùng 3 xanh ở đây. Cái này thì nếu có Rosetta có thể cho Rosetta vào phụ đam. Còn không thì có thể sử dụng Alpha đấm từ đầu đến cuối nếu như mà ta quá nghèo. Trong tương lai ở CN thì Alpha sẽ có module, nhưng mà thực sự thì lúc đó chẳng ai dùng Alpha nữa cả. Với team vật lý 2023 thì mình sẽ chia làm hai mức rank. Đó là mức rank thấp và mức rank từ cơ bản đổ lên. Với mức rank thấp, tức là các chỉ huy mới chơi, tất cả các nhân vật đều ở mức rank là base S, chúng ta sẽ không thể nào mà có thể vận hành tối đa combo của team được. Cho nên chúng ta sẽ muốn khởi điều bằng Lumine và sau đó thì Rosetta sẽ vào sân. Chúng ta sẽ muốn tiếp cận kẻ địch và swap Rosetta vào để có thể kích hoạt được một lần nội tại của cô. Rồi thì chúng ta vẫn sẽ đợi kẻ địch tấn công để mà chúng ta lấy được một đòn Magic thôi. Sau đó một đòn 3 ping nữa. Và rồi thì chúng ta sẽ bắn một chiêu Cannon level 3 để gắn hiệu ứng trừ giáp cho kẻ địch. Và chúng ta sẽ có 20 giây để thoải mái gây sát thương. PNK ở rank BS thì tốt nhất là nên đánh một combo dài. Và sau đó thì chúng ta sẽ ulti và dứt điểm. Với những đội hình team vật lý đã khá ổn, tức là từ mức rank 2S trở lên, thì chúng ta có thể đánh một cái combo chuẩn chỉ và mượt mà hơn. Mấu chốt của một cái combo chuẩn chỉ đó là chúng ta sẽ muốn QTE được Rosetta vào sân ở cái thời điểm đầu khi mà bí đánh những cái đòn orb và co. Còn ở chiêu ultimate thứ hai, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì khi mà Lumine vẫn còn được Banshee, chắc chắn chiêu đó chúng ta vẫn có thể tiếp tục kích hoạt được Rosetta thêm một lần nữa. Cụ thể ở đây, mình sẽ ngay lập tức kích hoạt Rosetta. Và rồi thì vào trạng thái ulti 2, mình sẽ đánh một combo dài. Khi này thì mình có thể sử dụng Double GG từ set The Banshee. Ngay sau đó mình sẽ swap Rosetta ra, né một đòn của kẻ địch, vẫn sẽ bắn một đòn Cannon như bình thường. Và giờ thì mình đã có đủ mana để ulti rồi. Cuối cùng thì Lumine của mình sẽ ra và làm nhiệm vụ thôi. Ultimate úp chí mạng cho BNK. Và lại một rotation nữa bắt đầu. Ở đây thì mình sẽ kích hoạt Double QT luôn. Các chỉ huy đừng lo, từ giờ cho đến lúc mà chúng ta đánh đến cái ulti 2 ấy, thì QT của các nhân vật cũng đã hồi rồi. Đó, chúng ta vẫn có thể Double QT họ một lần nữa. Còn đây thì là team vật lý năm 2024. Với sự nâng cấp, đó là chúng ta sẽ có Aliza,
thay cho vị trí của Lumin. Chúng ta hãy thử xem qua xem combo nó như thế nào nhé. Về cơ bản thì chỉ khác ở Aliza, còn trình tự combo thì vẫn như cũ. Và rồi thì chúng ta sẽ quay lại với BNK thôi. Ở cái phần cuối của video, Sang muốn chia sẻ một chút thông tin đến những chỉ huy mới chơi là newbie và những người chơi đang còn rất thiếu nguyên liệu để nâng cấp. Trong những cái buổi live trước của Sam, có khá khá anh em hay hỏi rằng là ồ, vậy thì làm thế nào mà cái team vật lý của Sam nó có thể có một cái rotation mượt vậy? Cứ nhân vật nào ra sân là cũng có ulti để mà bấm luôn. Thì cái vấn đề này nó đến từ cái việc chúng ta sẽ sử dụng các cái memory cũng như là leap sao cho nó hợp lý. Thì sau đây sẽ là một cái sự tư vấn của mình, một cái gọi là hướng dẫn để các chỉ huy có thể có được một cái team vật lý có thể vận hành được một cách sớm nhất. Chúng ta chưa nói về sát thương vội, chúng ta sẽ nói về cái sự vận hành của team vật lý trước đã. Đầu tiên với nhân vật BNK vật lý, đương nhiên rồi, các chỉ huy sẽ cần phải đưa cô ấy lên rank SS sớm nhất có thể và cũng sẽ là sớm nhất trong 3 thành viên của team vật lý. Người cần SS thứ hai sẽ là Rosetta, tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ ưu tiên rank cho BNK trước. Với Lumin, các chỉ huy hãy ưu tiên nâng cấp module dòng số 2 và dòng số 3 trước. Còn về memory của cô, chúng ta sẽ tạm thời sử dụng một set 4 Divine C và 2 Coty. Set này thì sẽ giúp cho Lumin của chúng ta có ulti nhanh hơn, dễ dàng để có thể boost được tỷ lệ chính mạng và sát thương chính mạng hơn. Sau này khi mà chúng ta đã nâng cấp đủ hết tất cả các cái module của Lumin rồi thì chúng ta sẽ quay lại trở lại với set Philip đệ nhị. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm đầu khi mà chúng ta còn thiếu, chúng ta có thể sử dụng set Coty để chống chế bớt cái dòng module 1 khi mà chúng ta sẽ không có năng lượng mỗi khi mà chúng ta QTE. Về phần module của Rosetta, chắc chắn rồi chúng ta sẽ cần phải nâng cấp module dòng thứ 3 để có được chiều rộng xuống, rút ngắn cái combo của Rosetta lại. Và Sam cũng kiến nghị sau đó các chỉ huy hãy nâng module dòng 1 để có thêm mana mỗi khi mà chúng ta QTE, giúp cho cái việc mỗi khi Rosetta ra sân chúng ta sẽ có ngay ultimate để làm cho cái combo của toàn đội hình ngắn lại, cũng như là tăng cái lượng sát thương đầu ra của Rosetta. Và cuối cùng, Sam muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các chỉ huy đã đồng hành cùng với Sam trong suốt cái quãng thời gian qua, cũng như là dành cho Sam những cái sự ủng hộ và những cái sự yêu mến. Hẹn gặp lại các chỉ huy và các bạn trong những cái video và những cái buổi livestream tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn. Bye bye.